Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Yêu Máy Xúc. Và hôm nay thì trong một buổi chiều cũng chưa đi làm cơ. Sẵn hôm nay thì em có mang một loạt răng mới để thay cho cái máy xúc này. Và cái răng của máy em sử dụng là răng chốt dọc nha anh em nhé. Chốt dọc thì là nó sẽ có một cái chốt này và nó xuyên qua, xuyên dọc cái răng nhé, không phải xuyên ngang này đâu nhé. Xuyên ngang và chốt tròn người ta gọi là chốt ngang, còn cái này là chốt dọc. Đối với răng chốt dọc ấy thì nó có sẽ kèm theo cả một miếng cao su như này. Để khi mà anh em lắp vào trong cái lợi thì nó sẽ ăn chặt vào cái miếng cao su như này. Thường thường ấy, những bác mà bị mất đi cái miếng cao su này ấy, hoặc là chẳng may nó rơi đi ấy, thì nó sẽ rơi răng ra ngoài. Đấy là cái tình trạng mà rất nhiều bác mà không thích sử dụng cái răng chốt dọc này. Đấy cũng là cái lý do rất là lớn. Và nếu mà so về độ bền giữa răng chốt dọc và răng chốt ngang ấy, thì lại em thấy là răng chốt ngang thì nó sẽ bền hơn và nó độ dài nó lớn hơn cái răng chốt dọc này. Nhưng mà để tháo lắp tiện lợi thì cái răng chốt dọc này luôn luôn là nó sẽ tốt hơn. Đối với anh em chưa biết ấy, thì mỗi hãng sản xuất người ta sẽ làm ra một ký hiệu. Bất kể đồ dùng gì cũng vậy, đến thời gian là phải thay. Vậy răng máy xúc đến khi nào phải thay? Anh em thấy không? Ở chỗ này nó có một cái gờ này. Đấy. Và nó có độ dài khoảng 4 phân. Khi mà mình làm mòn đến cái chỗ gờ này thì là mình có thể nhìn thấy là con răng này đã đến thời kỳ phải thay. Đấy chính là cái đặc điểm của răng máy xúc. Đấy cũng nhiều người cũng không biết đâu, tưởng là cái miếng này người ta làm lỗi nhưng mà thực ra không phải. Đấy là đến chỗ này thì là nó đến đạt cái giới hạn mòn của cái răng rồi. Và anh em dùng nữa thì nó sẽ bị bì máy và xúc rất là tốn dầu nhá. Và cái răng của máy xúc này em dùng là răng của thằng Rick. Nhiều anh, nhiều bác sẽ dùng hàng của Tubo, nhưng mà đợt em mua này cái hàng Tubo nó đã hết thì em mua có cái hàng Rick này. Hàng Rick này là cũng là hàng rẻ tiền thôi chứ không phải là xịn. Một con răng này em mua khoảng 150. Và răng này là răng 30S nha anh em nhé. Nhớ là cái lợi nào thì nó sẽ có cái ký hiệu răng loại đấy luôn. Anh em mua rất là dễ này. Còn bây giờ em sẽ tiến hành thay. Xin chào anh em. Và đây là cái dụng cụ để mà có thể tháo được cái răng này. Đây là một cái tua vít đột nhá. Tua vít đầu này để mà dùng đột này. Đây là cái búa nhỏ thôi. Đối với răng chốt dọc ấy thì mình không cần phải cái búa quá to đâu. Bởi vì là cái chốt này rất là dễ đóng ra này, nó không khó đâu. Cho nên là mình cũng không phải dùng cái búa quá lớn làm gì. Búa quá lớn thì nó nặng tay ra chứ chả được cái tích sự gì cả. Đây để mình sẽ vệ sinh hết cái bùn đất đang còn dính ở đây. Hôm nọ làm ở trong bãi rác cho nên là cái gầu của mình rất là hôi. Đây này anh em sẽ đột vào cái chốt này nhá. Đấy. Đấy anh em thấy dễ không? Giờ kéo ra này. Thế thôi. Đấy, ở trong này có miếng cao su. Thì anh em kiểm tra xem là cái miếng gốc của nó bị mòn chưa. Nếu mà chưa bị mòn cái này ấy thì anh em cứ giữ lại cái miếng cao su này nhá. Nó sẽ là cái miếng cao su như này này. Nhưng mà cái miếng cao su lắp ngoài này thì không bao giờ bằng được cái miếng gốc của nó ở trong cái lợi này cả. Đấy. Cao su đang còn rất là đẹp. Anh em thấy không? Tháo chốt ngang thì nó phải đóng như này. Rất là khó, nhưng mà chốt dọc thì thay rất là dễ, tiện lợi. Mình chỉ cần đóng như này thôi, một vài cái thôi là có thể thay được. Nhưng mà cái răng này thì có một cái nhược điểm là nó dễ bị rụng, thế thôi. Và cái độ dài nó không bằng cái răng chốt ngang được. Đây cái nhược điểm lớn nhất của cái răng chốt dọc. Bây giờ em cái miếng này, cái chỗ này bị cái răng này là ngày trước nó bị rơi cái cao su cho nên là nó bị mất đi một cái răng. Thì giờ em sẽ đệm một miếng cao su.
Thì bây giờ các bác sẽ bổ phần nào? Bổ bên này à? Hay bên này? Bổ bên nào cũng giống nhau nhá anh em nhé. Anh em không cần phải quan trọng là mình đóng bên nào vào đâu. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đóng một loạt chốt mới luôn. Anh em nhớ nhá. Cái phần này này, cái phần có cái lưỡi này này thì nó sẽ ăn với cả là cái miếng cao su này. Đấy, khi mà nó vào nó sẽ ngậm với cả miếng cao su này. Đây này, nó như này này anh em này. Khi mà nó vào trong ấy, đấy, nó sẽ ngập vào như này. Thì lúc mà mình lắp răng thì nhớ nhá, không được đóng ngược lên như này nhá. Cái phần có cái răng cưa ấy, không được đóng ngược lên trên mà mình phải úp xuống dưới này. Đấy. Vào nó đóng vào. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Rất là nhanh đúng không? Bây giờ lấy một loạt bỏ lên đây luôn. À, cái này nó có cái cao su chèn. Đây, bây giờ đóng rồi. Nhanh chóng tiện lợi. Nếu mà đóng không vào ấy thì anh em gõ vào cái ngay trước răng này này. Cái chốt này có vẻ là nó hơi mỏng hơn cái chốt cũ thì phải. À, bằng nhau. Sao con này khó vào thế nhỉ? Chắc chắn luôn. Đây còn cái duy nhất. Bỏ vào nốt. Ok rồi. Còn các cái cao su này thì mình sẽ giữ lại anh em nhé. Cao su mới này này. Khi mà cái này bị rơi ra thì mình sẽ có cái để mà mình sơ cua. Với cả các cái chốt cũ và răng cũ thì mình vẫn phải giữ lại. Để khi mình đi cào đá, cào đất thì nó rất là dễ nhá, dễ rơi ấy. Cái răng chốt dọc này thì em ghét lắm. Nó dễ bị rơi. Chứ còn lại dùng nó rất là ok đấy, tháo lắp nhanh. Anh em thấy không? Chưa đến một phút, gọi là hơn một phút đi, thì cả tháo cả lắp, đối với một người thôi, nó có thể tháo lắp nguyên cả bộ răng của máy 135 như này rồi. Rất là nhanh chóng, tiện lợi. Còn đây này, đây chính là cái phần mòn của cái răng nhá. Khi mà mòn đến đây thì anh em phải thay rồi. Bởi vì vào đến chỗ này ấy, thì nó đã đến cái cốt của cái lợi này rồi. Anh em hiểu không? Đã đến cái cốt của cái lợi này thì đến đây thôi. Đến cái chữ dòng chữ 30S đây thôi. Đến nửa của cái chấm này làm bắt đầu mình phải thay rồi. Nhà sản xuất thì người ta cũng tính toán cả. Cái độ dài của răng này thì khoảng 15 thôi. Nếu mà răng của răng chốt ngang ấy thì nó sẽ dài hơn. Răng chốt ngang thì thường nó sẽ khoảng 23 đến 24 phân, nhưng mà cái này khoảng hơn 15 phân tí. Cái độ dài này em vẫn chưa ưng lắm, nếu mà dài ra khoảng tầm này này. Tầm 3 4 phân nữa này thì cào đất, cào đá xít ấy nó rất là tiện và nó kháo nó nhanh. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của em nhé. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ.